Hello, hello, chào anh em nha. Nay trong những ngày tâm điểm của dịch cũng lo lắng nhiều quá. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em nhớ giữ sức khỏe. Sức khỏe là thứ quý giá, quan trọng nhất. Và mình đang test một em dân ma 4CX rất là đẹp nha. Anh em cảm nhận đánh giá thế nào thì xin bình luận ở đó, có ý kiến ở dưới. Còn quan tâm thì liên hệ vào số điện thoại 0909 777 611 để hỗ trợ tư vấn anh em nhiệt tình hơn. Hiện tại mình đang test một em 4CX này là lòng tắt mốt nha. 190 ngựa, 2.500 tua. Hộp số em này là 2.50. Theo cậu nghĩ mình em về gia đình hơi tháng cái này là rất là tốt. Đỏ thì không có trắng. Thì giờ mình không có trắng. Có những dòng thì đỏ đó không có trắng lần lần. Giờ mình không có trắng. Số thì nhẹ nhàng nha. Số nó bắt rất nhẹ. Nhẹ nhàng. Anh em quan tâm nhớ đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, nhớ cái đăng ký để nhận những video mới sắp tới. Hàng ngày mình sẽ ra ra để mình test thử nha, coi thử nè. Còn thôi, anh ra coi.